Alo, xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một em cái turbo nha, một em turbo Isuzu 93 ly nha. Turbo rất là hàng hiếm nha, nghĩa là trong máy tháo ra luôn, rất là đẹp. Anh em có nhu cầu thì vui lòng liên hệ số điện thoại bên dưới nha, mình sẽ giới thiệu rõ hơn. Isuzu 93 nó cũng giống tựa như GH nha, sẽ chung cái cấu GH nhưng mà đặc biệt là 93 thì cánh nó lớn hơn và sò lửa nó lớn hơn. Đây, sò lửa nó rất to hơn. Thấy sò lửa to hơn là GH nha. Nếu mà anh em mà xài GH mà được tông đời 84 đổ lên á thì mới được nha. Còn GH mà đã 78 thì turbo này nó dư lực nhiều nha. Đây, cánh gió cánh lửa rất là đẹp, đang quay cận cảnh cho anh em xem luôn. Đây. Rất đẹp nha. Cánh gió lớn nha, 93 cánh gió lớn nè. Cho mà cánh gió nhỏ như GH nữa. Đây, cho quay cho anh em coi. Cánh xe nhẹ nhàng nha. Đường nhớt thì nhớt vô nè. Nhất về nè, rất đẹp. Cánh chân cẳng là rất đẹp luôn. Anh em nào quan tâm thì vui lòng liên hệ số điện thoại bên dưới nha. Muốn xem hình ảnh rõ ràng nữa thì liên hệ Zalo số điện thoại mình sẽ chụp gửi hình ảnh cho anh em rõ ràng thông số cho em luôn. Đây, đây là số lốc sò lửa đó, số lớn nha, 93 turbo Isuzu 93, rất đẹp nha. Đây là cái lọc gió nó luôn, lọc gió Isuzu 93 luôn. Cánh rất đẹp. Rồi, ok. Anh em có nhu cầu vui lòng liên hệ mình nha. Hiện tại kho máy này còn rất nhiều hàng luôn. Đây, mình sẽ phân biệt cho anh em cái turbo GH đây nè. Mình có turbo GH nha. Con sò lửa rất nhỏ nè. Ok. Đây. GH 65 người nha, sò lửa nó rất nhỏ nha. Còn đây là sò lửa nó lớn hơn. 93 ly nhưng mà chân cẳng xài chung rất giống. Turbo này lớn hơn. Nếu mà anh xem xài turbo này bỏ GH thì cỡ lòng cỡ 84 ở lên mới được. Rồi, cảm ơn anh em nha, hàng hóa trong kho mà rất nhiều nha. Rồi, turbo Isuzu 93.